chối là sao à? Đúng rồi đấy, không thể nào biết được đâu. Em yên là em xinh, không những ghê còn thông minh. Nhưng sao tránh gọi rung rinh khi thấy anh đứng một mình. Vậy làm sao khi em không thể giữ bình tĩnh. Đôi mắt anh hướng về em như chung một tia sét ái tình.